không được. Ấn luôn đúng không các bạn? Ấn luôn bốn không? Chỉ 25 triệu thôi. Có nhìn con nó mất đến 10-15 giây. Không bỏ sang chỗ nào sẽ thử. Không nhờ tôi để lên bàn thì để xuống đất khác hẳn. À, khác một tí. Đúng rồi, phải phân tích được như thế đấy. Cái này cái xuất nhiều rồi đấy. Các bạn này chưa chưa chắc bàn này nó chỉ đối chưa không phải một nó hỏi nó thấp hơn thì cho số thấp nhá. Thế nhưng là cái gạch này thì không, anh đang ở trên cao, anh cũng rất sát thẳng mặt đất cơ, thì như kiểu là nó khác, nó lại thông số lại khác ngay. Nhưng mà dưới đất dưới kia cơ. Dưới tầng 1 ấy, nó mới chịu thay đổi nhiều. Đây, nhưng mà đây. Dù sao nó cũng lên rồi, cũng khoảng khá nhạy. Cái 0.01 thì nó lên 0.1 và dùng 1 điểm. Được khoảng 13. Thực ra không chưa phản ứng được gì. Nhưng mà sao con này nhảy đấy. Nói chung là tùy theo cái góc đặt mà nó có 3 góc đặt đầu giò mà ấy. Tét cả với cái con to đùng của anh Hà, nhẹ hơn.